Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm kia hay là hôm qua gì mình có chia sẻ một kèo Clam Token app Apollo đúng không ạ? Apple đúng không ạ? Apple đúng rồi nhỉ? Ừ đúng rồi, Apple. Thì kèo đấy là mọi người chia sẽ nhận được là bao nhiêu token nhỉ? Mình chia sẻ cũng không nhớ nữa nhỉ. Hình như là 10 triệu hay là 100 triệu nhỉ? 100 triệu token đúng không ạ? Hay là 1.000 tỷ cũng không nhớ đúng không nhỉ? Thì nói chung là thì mọi người cờ lam rồi là mọi người chưa nhận được token đúng không ạ? Thì mọi người phải đợi nhá, cờ lam xong, nếu như mọi người cờ lam xong rồi mọi người sẽ đợi nhá, đợi. Và bây giờ như đây mình sẽ show bằng chứng là mình đã nhận được nhá, vừa lúc nãy vừa xong, vừa nó gửi từ tối qua mà lúc nãy mình mới vào mình kiểm tra ví thì nó đã nhận được nhá. Mọi người bấm vào ví Trust Wallet này của mình, là mình dùng đến ví Trust Wallet rồi mình cờ lam nên nó. Đây thì mọi người sẽ, nếu như nó về nó sẽ báo nhá. Đấy thì hiện tại token này nó có giá luôn mọi người này. Đấy hiện giá của nó thì nó khá dài, thì nó thấp thôi, nhưng mà mình nhận được token nhá. Đây mọi người. Đấy. Thì mọi người sẽ copy cái link ở cái contract của nó, mọi người dán vào, sau đấy mọi người thêm token nhá. Đây giả sử bây giờ mình hướng dẫn mọi người luôn này để thêm cái token này vào này. Nếu như mọi người đã cần làm rồi kiểu gì nó cũng về nhá. Bấm vào ba gạch này. Mọi nhập cho mình là ABCD đi, để bấm hoàn tất để cho nó ra cái chữ là thêm các đồng tiền mã hóa đấy. Mọi người chuyển cho mình mạng ấy, BSC này, BSC rồi. Sau đấy mọi người dán cái contract địa chỉ hợp đồng của nó vào đây. Mọi người viết cho mình chữ là Apple, Apple, Plebi đấy. Sau đấy ký hiệu của nó là Apple. Đấy như thế. Và số thập phân của con này là số 9 nhá. Đấy. Sau khi mọi người nhập đầy đủ hết rồi, địa chỉ hợp đồng rồi, mọi người bấm chữ làm xong cho mình. Đấy. Chứ mọi người không phải là copy địa chỉ ví và vào đây, xong mọi người dán vào đây thì nó sẽ không hiển thị đâu nhá, nó không không hiển thị đâu nhá. Có nhiều con token nó không hiển thị đâu nhá. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này luôn đấy. Đấy, ok chưa? Thì mình cũng vừa nhận được nên mình thông báo cho mọi người luôn. Và đến với cái video này hơn, mình hướng dẫn mọi người một kèo Aerodrop nhận token Staple nhá. Đấy. Thì kèo này thì mọi người tham gia mọi người sẽ nhận được token này. Thì để tham gia kèo này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả nhá. Mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người. Sau đây một chatbot này. Ok, sau đấy mọi người bắt đầu này. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ nhập mã captcha. Rồi, bây giờ mọi người bấm continue. Mọi người sẽ làm các nhiệm vụ như sau. Mọi người sẽ join vào nhóm group của nó này, sau đấy mọi người sẽ chat một cho mình một từ nhá. Đấy, chat cho mình một từ. Sau đấy ông mà quay trở lại thôi, quay trở lại bot. Follow Twitter này. Mở Twitter lên follow. Bấm theo dõi này. Ok, quay trở lại này. Retweet là bài đăng gắn thẻ ba người bạn vào đây nhá. Mở Twitter lên. Đây là contract của cái token này nhá. Mọi người có thể copy contract này, mọi người dán vào ví của mọi người nhá. Mở cái xuống dưới này, bấm thích này. Follow Twitter này. Retweet dẫn tweet này, gắn thẻ ba người bạn vào cho mình. Ok, sau đấy bấm tweet lại này. Đấy, vậy là xong đúng không? Quay trở lại bot này. Zone vào kênh channel của nó. Không tham gia. Ok, quay trở lại bot. Follow Twitter và retweet lại bài đăng của kênh liên kết. Mở Twitter lên. Kéo xuống dưới này. Mọi người chọn dự án của nó rồi mọi người retweet lại bài đăng nhé. Bên trên này.
Đây dự án của nó đây nhá. Đây mọi người thích này. Sau đấy mọi người bấm tít lại thôi. Rồi. Ok, quay trở lại này. Bấm submit cho mình. Rồi. Bạn đã join vào nhóm group của nó chưa? Bấm don. Copy profile link Twitter mọi người dám vào đây. Ok. Link tweet, mọi người sẽ quay vào Twitter nhá. Quay vào Twitter này, lấy link tweet này, link tweet gắn ba thẻ, thẻ ba người bạn ấy, bấm vào phần hồ sơ. Sau đấy bấm vào đây dưới này. Bấm vào sao thích là bấm vào sao chép này. Đây link tweet nhá. Nếu như Twitter mọi người mà ít người theo dõi thì mọi người có thể comment dưới bình luận để mọi người có thể vào comment cũng như là theo dõi, bấm theo dõi lẫn nhau để mọi người có thể làm những kèo Aerosol trên Twitter ấy, mọi người nhé. Đấy, join vào nhóm Aerosol này chưa? Đã join, bấm don. Rồi, đã retweet bài đăng chưa? Bấm don. Rồi, gửi địa chỉ ví BEP20 trên Truthwallet. Ok, bây giờ gọi địa chỉ BEP20. Mọi người sẽ lấy địa chỉ ví 20 BEP20 nhá. Đây, smash chain đây. Rồi. Sau quay ra. Dán vào đây. Rồi. Bấm start it. Rồi, mọi người sẽ nhận được 100 triệu token milli 100 triệu token staff này nhá. Đấy. Thì đây là link red, mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để kiếm thêm token này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người một kèo Aerosol nhận token Staff nhá. Kèo này có cả 5.000 suất random này. 5.000 suất random nhá mọi người. Kèo này là kèo random. Đấy. Thì đã là random thì mọi người nên nhớ là sẽ không phải là ai cũng nhận được nhá. Đấy, và tuyển Z cũng không được nhiều nhá. Tuyển Z chỉ có được 5 Z thôi nhá. Cho nên mọi người có thể tham gia kèo này tất cả là đều random. Đấy thì những ai nhận được thì mình xin chúc mừng sau này nhé. Còn những ai không nhận được thì cũng đừng buồn nhé. Kể cả mình chắc thì đã nhận được đúng không ạ? Tham gia thì mình cứ tham gia thôi. Ok ạ. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những dự án tiếp theo. Nhớ like, subscribe kênh YouTube để đón xem và cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trên kênh nhé.